Chào anh em, hôm nay tôi sẽ cụ thể hơn về cái việc cắt cái côn đồng có với ba anh bạn trong Sài Gòn. Anh giai điệu thời gian ấy, anh có nhờ, tức là cụ thể hơn kích thước của cái bộ côn đồng này. Thực ra cái bộ côn đồng này nhé, anh em để ý là hai cái côn 5-6, tức là hai côn ngắn nhất ấy, là tôi đã kết hợp với lại bốn côn của cái con côn đồng máng này. Cho nên là bốn cái côn đồng tiếp theo á, là nó thấp, cho nên là tôi cắt theo cái âm của bốn cái thanh của con đồng máng này. Đây là côn số 1 này. Đây, cũng tương đương với lại cái số 1 của cái đồng âm. Thế là các anh hiểu rồi, nói vậy là anh mấy các anh thợ là anh biết rồi đúng không? Thì bây giờ anh yêu cầu cụ thể là cái kích thước của nó như thế nào thì đây tôi đo luôn cho anh xem nhé. Đây là vị trí thước này, nhớ là tất cả đầu ti là tôi vặn tịt hết rồi nhé, vặn tịt hết xuống hết ren vì tôi không muốn tháo ra nữa, tháo ra nó nhiều vết quá không hay lắm. Thì đây cái côn dài nhất của nó là 29 nhá, 29 là tính từ đây, anh nhìn đầu thước này đó. Tiếp đó là côn ngắn nhất này, côn ngắn nhất của nó là cũng theo vị trí đó là 18, đó 18,5 phẩy tư thôi, đây 18,4 là côn ngắn nhất nhá. Côn tiếp theo là 19,5. Côn số 4 là 22,2. Côn số 5 là côn số 3. Côn số 3 là 23,5. Côn số 4 là 25. Gần 25, 24,9. Và côn dài nhất của nó là 29. Nó 29 này, 29 là anh em nhớ là từ đầu thước là từ đầu củ gai mờ này nhé. Đó, anh ấy cũng có một cái bộ côn đồng nhưng mà nó dài nó chầm, đấy là tôi đo luôn cho anh xem. Nếu như mà anh có cái củ âm à quên có cái củ vô côn mờ này nữa thì anh sẽ cắt âm theo côn mờ là sẽ độ cao của nó là tôi thấy là vừa phải. Đây này tôi đánh kết hợp côn thép này, côn thép là côn số 2 này. Bốn cái côn đồng này âm cao tương đương với lại bốn âm của con côn thép nòng máng, thì anh cắt theo như thế là sẽ ok. Kích thước thì tôi đo rồi, về anh cắt tốt nhất là
anh cắt ấy, là anh cứ để dư ra khoảng 5 ly. Sau đó là anh cắt xong anh đưa lên 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 lên, lên gông lên lên củ. Sau đó là mình chỉnh dần. Tôi cắt tôi cũng phải để dư 5 ly, sau đó là tôi chỉnh dần về nó về vì côn đồng nó ngắn hơn côn thép đó. Cho nên là mình chỉ cần chỉnh nhau 2-3 ly thôi là âm thanh nó khác rồi. Mà anh nên để ý cho tôi cái côn này. Tôi cắt hình như nó hơi ngắn hay sao ấy, là tiếng nó cao vút. Đấy là tôi dựa lên trên cái cơ sở âm của bốn côn nồng mát. Okay.